Đầu tư phát triển nông nghiệp, công nghệ cao ở nước ngoài là hướng đi mới đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Bởi cho những doanh nghiệp tận dụng được nguồn dư địa dôi dao và điều kiện khí hậu phù hợp ở các nước bạn, mà còn mở rộng mối quan hệ hợp tác, nhanh chóng thâm nhập thị trường nước sở tại, sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu sang thị trường quốc tế khó tính ấp ừ, ủ giấc mơ mang thương hiệu sữa Việt vương tới tầm thế giới thì công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã và đang từng bước thực hiện những kế hoạch cụ thể. Trên cao nguyên siêng khoảng của nước bạn Lào, một tổ hợp trang trại bò sữa organic với diện tích 5.000 hecta đất, giai đoạn 1 chăn thả 24.000 con bò sữa vừa được khởi công. Với độ cao 1.200m so với mặt nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm, đây là nơi lý tưởng để bò sữa sinh trưởng và cho năng suất cao. Chủ đầu tư của tổ hợp trang trại này chính là công ty Lao Zagro, một liên doanh giữa ba đối tác Việt Nam, Lào và Nhật Bản. Trong đó, công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk chiếm cổ phần chi phối 51%. Hiện nay thì đất nước Lào chưa có cái công nghiệp chăn nuôi bò sữa cũng như chế biến sữa. Thì cái hợp tác giữa Việt Nam, Lào và Nhật Bản là chúng ta đã đặt một cái nền móng rất là cơ bản là từ trang trại cho tới sau này khi mà số lượng mà đủ thì sẽ xây dựng nhà máy để hình thành luôn là trang trại nhà máy và sản phẩm phục vụ cho nhân dân Lào, phục vụ cho nhân dân Việt Nam và cho xuất khẩu. Trung quan hệ hợp tác ba bên thì phía Lào cung cấp quỹ đất, Nhật Bản cung cấp công nghệ tiên tiến, chọn lọc nguồn gen bò sữa thuần chủng và giám sát chất lượng. Còn Vinamilk là nhà đầu tư lớn sẽ đóng góp kinh nghiệm và nguồn lực tài chính. Đây cũng là sự hợp tác hoàn hảo và tôi tin tưởng vào sự thành công của dự án này. Một tầm nhìn dài hạn đã được xác định cho tổ hợp bò sữa organic Siêng khoảng. Sau khi giai đoạn 1 hoàn thành cho dòng sản phẩm sữa tươi nguyên liệu đầu tiên vào năm 2020, Lao sẽ đầu tư tiếp giai đoạn 2 vào dự án với tổng số vốn ước tính 500 triệu đô la Mỹ, diện tích đất khoảng 20.000 ha và nuôi 100.000 con bò sữa. Xác định ứng dụng công nghệ 4.0 để xây dựng trang trại đạt được các tiêu chuẩn khắt khe của thế giới. Tổ hợp bò sữa organic Siêng khoảng được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích với nghề chăn nuôi bò sữa và từ đó hình thành nên chuỗi sản xuất cung ứng sữa toàn diện tại Lào, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của một tỉnh đầy tiềm năng nhưng vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tối đa về mặt bằng để nhanh quá trình nhập khẩu phương tiện máy móc để trung tâm organic được xây dựng đúng tiến độ và sớm đi vào hoạt động. Bởi đây là một dự án quy mô lớn có tác dụng giải quyết công an việc làm cho hàng nghìn lao động, tăng thu nhập và phát triển kinh tế cho người dân tỉnh Xiên Khoảng. Nếu xét tương quan chung trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang là nước có ngành chăn nuôi bò sữa hiện đại nhất hiện nay. Tuy nhiên thì quỹ đất trong nước ngày càng hạn hẹp, vì vậy việc các doanh nghiệp như Vinamilk mạnh dạn đầu tư ra nước ngoài có ý nghĩa rất lớn, tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu và đón bắt những thời cơ mới cho ngành sữa. Tôi đánh giá là cái việc mà đầu tư của Vinamilk sang Lào kết hợp cùng với lại các cái doanh nghiệp của Nhật, tức là một cái dạng liên danh đa quốc gia thì đây là một cái hình thức rất là quan trọng để mà tận dụng được cái thế mạnh của từng quốc gia để làm sao cho cái hiệu quả đầu tư nó được cao nhất. Đồng thời nữa thì nó cũng có một cái thuận lợi chính phủ Việt Nam và Trung Quốc thì vừa mới ký cái nghị định về xuất khẩu sữa đi Trung Quốc với một cái thị trường khoảng 1,4 tỷ dân. Thì đây là một cái động lực rất lớn cho cái ngành chăn nuôi bò sữa cũng như là chế biến sữa. Cũng giống như bài toán đầu tư ở Mỹ, Úc, New Zealand hay Campuchia trước đây, Vinamilk chủ động liên doanh góp vốn với các đối tác sẵn có tại nước sở tại. Và Lào Zagro vốn được thành lập từ năm 2015 với hai đối tác Lào và Nhật Bản. Cho đến năm 2018 mới có sự tham gia của Vinamilk trong vai trò cổ đông lớn nhất. Việc làm này tiết kiệm được khá nhiều thời gian, công sức và chi phí ban đầu. Đây có thể là kinh nghiệm quý để các doanh nghiệp khác trong nước tham khảo khi tham gia thị trường quốc tế, tránh được rủi ro không đáng có. Sau Lào, Vinamilk cho biết đang tiếp tục xem xét việc đầu tư tại một số nước Đông Nam Á. Với chiến lược phát triển toàn diện, bài bản, Vinamilk đang bước những bước vững chắc hiện thực hóa mục tiêu đưa thương hiệu sữa Việt vươn tầm thế giới.